Hey, xin chào các bạn. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu sang một chủ đề tiếp theo trong lập trình hướng đối tượng, đó chính là kế thừa. Thì kế thừa nó là một trong những cái ưu điểm nổi bật của lập trình hướng đối tượng, và các bạn cũng dễ dàng bắt gặp những cái khái niệm này ở trên mạng. Và các bạn chỉ cần search với từ khóa kế thừa thì nó cho các bạn rất nhiều kết quả và những cái cách định nghĩa về kế thừa ở trong lập trình hướng đối tượng. Thì ở phần này tôi chỉ định nghĩa đơn giản như thế này: kế thừa là nó cho phép lớp con sử dụng lại toàn bộ những cái thuộc tính và phương thức của lớp cha. Và phải lưu ý ở đây đó là những cái thuộc tính và phương thức của lớp cha đó nó phải mang cơ chế public hoặc là protected đó. Đó, tôi sẽ định nghĩa nó ngắn gọn như thế này. Và lưu ý đó là những cái phương thức và thuộc tính của lớp cha nó phải là public hoặc là protected. Đó, còn public là như thế nào và protected là như thế nào thì các bạn có thể xem ở những video của buổi trước. Ok, thì ưu điểm của thằng này là gì? Tôi sẽ nêu ngắn gọn cái ưu điểm. Ưu điểm của lập trình hướng đối tượng nó là tính sử dụng lại. Sử dụng lại. Đó. Có lẽ là đây là ưu điểm nổi trội nhất rồi. Sử dụng lại, chúng ta có thể sử dụng lại toàn bộ những thuộc tính và phương thức của lớp cha. Đó. Tuy nhiên, cái nhược điểm của nó. Nhược điểm của nó thì nó sẽ có nhược điểm là bị override. Override có nghĩa là ghi đè dữ liệu. Dữ liệu của lớp cha. Đó. Thì về ưu điểm này thì các bạn có thể kể ra rất rất nhiều các ưu điểm khác nữa, như sử dụng lại này, dễ phát triển này, sau này này chúng ta sẽ tạo ra được nhiều cái class base rồi các thứ. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì tôi sẽ đưa ra một cái ý quan trọng nhất ở đây, đó chính là tính sử dụng lại. Đó, đấy là cái ưu điểm nổi bật trong kế thừa. Thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn cách để chúng ta có thể kế thừa một class và sử dụng nó như thế nào, và chứng minh được cho các bạn cái nhược điểm của nó. Thì tôi cũng sẽ nêu luôn ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng kế thừa. Thì trong PHP hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác, nó sẽ sử dụng từ khóa extend. Extend như thế này. Đó. Bây giờ tôi giả sử tôi tạo ra một cái class là person. Person.php. Trong class person này tôi sẽ tạo ra một phương thức public function get tuổi early. Đó. Và tôi sẽ return biến một cái biến global method như thế này. Đó. Bây giờ để tôi sử dụng được cái class person này thì tôi sẽ phải vào index. Tôi sẽ require lại cái file person.php. Đó, và tôi sửa ở đây là student có s này. File nó có s. Ok, tôi tạo comment phần này lại. Và tôi vẫn giữ nguyên cái đối tượng mà tôi khởi tạo ở đây. Tôi để như này. Student cho nó dễ. Đó. Thì các bạn biết là tôi đang khởi tạo một cái đối tượng student từ class student. Bây giờ tôi quay trở lại class student. Và tôi kế thừa cái lớp person nó như thế này. Tôi viết nó như thế này. Đó. Thì như thế này là có nghĩa là tôi đang sử dụng class student kế thừa thằng class person. Và trong class student của tôi thì tôi chỉ có bốn cái phương thức này. Đó, và ba cái thuộc tính này. Bây giờ tôi muốn sử dụng cái phương thức get early thì ở index này tôi chỉ cần gọi đến student trỏ đến get early.
và tự in nó ra. Tôi in nó ra. Sau đó tôi sẽ chạy nó lên. Thì tôi chạy nó lên bằng cái class là Laravel class OOP. Đó. Thì các bạn thấy là tôi đã gọi được đến phương thức getArray ở trong đây, nó in ra cho tôi như thế này. Đó. Một điều ở đây các bạn thấy là trong class student thì tôi không hề có phương thức array. Đó, tôi không hề có. Nhưng khi tôi tạo một đối tượng từ class student này thì tôi lại hoàn toàn có thể sử dụng lại cái phương thức array của lớp person. Đó. Thế đây chính là tính chất của kế thừa. Có nghĩa là class student là class kế thừa từ lớp person, nên tôi sẽ sử dụng lại được tất cả những cái phương thức hoặc những cái thuộc tính đang có trong lớp person. Thì cái demo này là chúng ta đang sử dụng một cái phương thức đang có trong class person. Tôi giả sử tôi tạo ra một cái thuộc tính ở trong class person, ví dụ như là tôi để ở đây là một cái thuộc tính như là phone, giả sử như vậy. Tôi để là public phone và tôi gắn một số điện thoại là 0912688. Đó. Thì lúc này ở bên ngoài này tôi hoàn toàn có thể truy xuất đến cái đối tượng đến cái thuộc tính là phone của lớp person từ cái đối tượng student này. Thì các bạn chạy lên, các bạn sẽ thấy là tôi lấy ra được cái số điện thoại này đó từ cái lớp person đó. Thì qua đây các bạn có đã hiểu về cái kế thừa ở trong OP đó, nó sử dụng lại được tất cả những thuộc tính và phương thức của lớp cha. Chỉ cần những thuộc tính và phương thức của lớp cha đó mang cái cơ chế là public hoặc là protected. Ok. Bây giờ tôi sẽ nói về cái khái niệm override. Tại sao nó lại override, bị override và tại sao và khi nào thì nó sẽ bị. Thì các bạn thấy là khi mà tôi sẽ lấy một ví dụ như này để các bạn hiểu hơn này. Tôi giả sử tôi cũng định nghĩa một cái phương thức getArray, public function getArray nó ở lớp student như thế này, và tôi sẽ return cũng method ở đây. Lúc này tôi chạy lên thì các bạn thấy là cái thông tin của tôi lúc này nó sẽ là student get array chứ không phải là person nữa. Hay nói cách khác là lúc này dữ liệu của cái phương thức get array mà chúng ta lấy từ đối tượng, từ cái đối tượng student này, nó đã ghi đè cái phương thức get array của lớp person. Đó. Vậy thì qua đây các bạn thấy là cái hiện tượng ghi đè dữ liệu này nó xảy ra khi nào? Nó xảy ra khi lớp con chính là lớp student và lớp cha là lớp person có phương thức bị trùng tên nhau, bị giống tên nhau. Đó. Đó. Hay nói cách khác là override sẽ xảy ra khi lớp con và lớp cha có phương thức hoặc là thuộc tính trùng tên nhau. Thì cái hiện tượng này xảy ra nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống, đó chính là nó sẽ làm mất đi cái chức năng hay là mất đi cái dữ liệu của lớp cha. Đó, dẫn đến những cái hệ lụy như là xảy ra lỗi hoặc là xảy ra bất kỳ những cái lỗi hệ thống nào mà các bạn sẽ không thể kiểm soát được. Đó, thì nó sẽ có cách để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề override này, đó là chống override. Thì để chống override thì các bạn chỉ cần sử dụng từ khóa parent ở lớp con 4 chấm tên phương thức của lớp cha getArray như thế này. Lúc này chúng ta chạy lên. Đó. Thì tại vì ở trên này là return. Lúc này tôi sẽ echo ra. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái kia thì nó sẽ lấy ra được cả dữ liệu của lớp cha không bị mất và lớp con nữa. Và cả dữ liệu của lớp con như thế này. Đó. Tôi sẽ in như thế này để các bạn dễ nhìn hơn.
như thế này các bạn sẽ cảm thấy dễ nhìn hơn. Đó, thì rõ ràng chúng ta lấy ra được cả dữ liệu của lớp cha và lớp con mà không bị ảnh hưởng. Đó, thì các bạn thấy đây là dữ liệu của lớp person, còn đây là dữ liệu của lớp student. Đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy là đối với việc chống kế thừa, à chống ghi đè dữ liệu khi kế thừa, thì chúng ta sẽ sử dụng từ khóa parent ở trong chính cái lớp, à trong chính cái phương thức mà trùng với tên phương thức của lớp cha. Đó, thì qua cái ví dụ này tôi hy vọng là các bạn sẽ hiểu được cái kế thừa và cách sử dụng nó ở trong PHP và nắm được cái ưu nhược điểm của kế thừa và cách để chúng ta có thể xử lý khi bị ghi đè dữ liệu. Đó, các bạn hãy thực hành cái ví dụ này ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.